Xin chào các bạn, hôm nay giới thiệu cho các bạn mũ SRT, mũ 1/2 kính âm nhé. Đây ạ, mũ được thiết kế cái kính âm bên trong rất là tiện lợi. Thân mũ này được làm từ nhựa ABS này. Mũ được thiết kế này rất là đẹp này. Bảo hành chính hãng 12 tháng này, chuẩn tem CR này. Có đầy đủ thông tin này. Đây là lòng mũ ạ. Khóa mũ rất là chắc chắn, dây mũ rất là dày, có đầy đủ thông tin của công ty. Mũ thì có rất nhiều màu sắc để cho mình lựa chọn.